À, dạ em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em nha. Thì nghe một cái thông tin chia sẻ của chị Ni rằng là chị Ni cùng với tất cả mọi người sẽ tìm cái cô trợ lý này để lấy lại kênh YouTube của ông Năm, và sẽ được Hồng Loan sẽ sở hữu kênh YouTube này của anh chị. Đó thì cô ta hiện tại bây giờ cũng không biết lẩn trốn nơi nào, rảnh tốn chỗ nào. Thì giờ chị Ni cũng đã chia sẻ với tất cả mọi người, nếu như mà thấy cô ta ở đâu á, hoặc là thấy biết cô ta chỗ nào, thì nói với chị Ni để đến để kêu rằng là sẽ gặp cô ta để trao đổi về cái vấn đề là kênh YouTube cộng năm, và Hồng Loan sẽ đưa ra những cái giấy tờ thuộc quyền sở hữu Hồng Loan, và Hồng Loan sẽ lấy lại được những cái kênh YouTube. Hiện tại bây giờ cô ta cũng đang sở hữu cái kênh YouTube cộng năm. Thì từ trước tới giờ á, phía bên thằng đạo diễn nó cũng nói rằng á, cô ta cũng bỏ ra những cái công sức, những cái tuổi thanh xuân để đi theo cùng với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tới bây giờ thì phía bên cô ta cũng sẽ được hưởng cái gì đó. Nếu như mà được hưởng cái gì thì đó là cái người mà cái bằng là đã đi theo ông Năm từ ngày xưa tới giờ, là một người mà cái bằng là cùng với Hồng Loan đi trên con đường cái bằng là đi chung với Hồng Loan. Còn bây giờ cô ta đã đứng về phía bên kia, cô ta đã sở hữu cái kênh YouTube của ông Năm, và tới bây giờ thì cũng chưa có bao giờ mà cô ta trả lại những cái gì mà thuộc về ông Năm. Chứ mình sở hữu cái gì, bây giờ bỏ ra biết bao nhiêu khoảng thời gian thì ông Năm cũng đã trả tiền cho cô ta, chứ đâu phải mà cô ta làm không cho ông Năm đâu. Cũng chị từ ngày xưa tới giờ thì cái cô trợ lý này đó cũng làm, nhưng mà cũng làm cho ông Năm cũng trả tiền chứ đâu có làm không đâu, không bao giờ mà làm không. Cho nên tới bây giờ thì phía bên cái thằng đạo diễn nó cũng nói là bây giờ là ngày xưa thì cái cô trợ lý này đi theo ông Năm suốt khoảng thời gian rất là lâu, mấy chục năm rồi đó, đi theo suốt khoảng thời gian mấy chục năm rồi cũng phải nhận được cái gì từ cô ta chứ đâu phải mà dễ lấy cái kênh YouTube của cái cô trợ lý này hiện tại bây giờ đang quản lý và đâu phải lấy lại được những hình ảnh của cô ta mà đang sở hữu kênh YouTube này. Bây giờ lấy là được chứ làm sao mà không lấy được không chị. Hiện tại bây giờ chị Ni cũng đã chia sẻ, nếu như mà cái thông tin này đó mà chị Ni không chắc cú thì làm sao mà chia sẻ để cho nó lan tỏ ra để mọi người cùng tìm và cùng kiếm cái cô trợ lý này. Em nghĩ rằng là cái lúc mà tìm kiếm cái cô trợ lý này đó để lấy lại cái kênh YouTube đó, em nghĩ cái thời gian đó em nghĩ chắc chắn là sẽ rất là mọi người rất là phấn khởi và rất là ủng hộ cùng đồng hành với Hồng Loan, cùng với chị Ni tìm kiếm cái cô trợ lý này để lấy lại được cái kênh YouTube cho ông Năm, và Hồng Loan sẽ toàn quyền sở hữu được cái kênh YouTube của ông Năm, chứ làm sao mà không lấy được. Không phải như cái thằng đạo diễn này mà nó lên mà nó chia sẻ là sẽ không thể nào lấy lại được những cái kênh YouTube của ông Năm, và cô ta đã đi theo ông Năm suốt khoảng thời gian rất là lâu dài rồi. Tới bây giờ thì cái cô Kim Hô này đó cũng đang thờ cúng ông Năm, và cũng đang kêu bằng là cũng đang thờ cúng cúng ông Năm mỗi ngày, và cũng đang lo lắng trong Năm. Ủa bây giờ ông Năm á cũng có con là Hồng Loan, thì cũng Hồng Loan cũng cúng kiến, cũng đốt nhang trong Năm mỗi ngày, còn cô ta đi theo ông Năm suốt khoảng thời gian đó thì ông Năm cũng trả tiền những cái chi phí mà cô ta đi theo ông Năm từ ngày xưa tới giờ, chứ đâu phải mà từ ngày xưa tới giờ mà đi theo mà ông Năm không trả tiền đâu không chị. Đó, ngày xưa thì ông Năm cũng đã tha thứ cho cô ta rất là nhiều lần rồi. Nếu như mà cái tâm của ông Năm không tốt thì làm sao mà tha thứ cho cô ta con chị. Đó thì cô ta cũng đã qua mặt ông Năm rất là nhiều lần rồi. Mình đừng nói cái câu là mình thờ cúng ông Năm. Ngay cả mà chính bản thân mà gia đình của cô ta đi, những người thân của cô ta, tại sao cô ta không thờ cúng cái cô trợ lý này đó. Cái cô trợ lý này tại sao không thờ cúng mà tới bây giờ vẫn thờ cúng ông Năm. Vẫn bỏ ra cái tuổi thanh xuân để thờ ông Năm tới cái ngày mà cái bằng tới cái ngày mà cô ta rụng răng hay là cô ta tóc bạc tóc gì đó tới ngày đó. Ủa bây giờ thờ cúng hay không thờ cúng gì, cái chuyện đó là chuyện riêng của cô ta. Cô ta thích thì cô ta thờ, không ai cấm cản. Nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ là cái kênh YouTube của ông Năm là phía bên tòa án người ta cũng đã tin rồi, thì Hồng Loan có quyền sở hữu và có quyền sở hữu những hình ảnh, những cái gì mà thuộc về ông Năm, cái bản quyền của ông Năm, thì Hồng Loan cũng sẽ thừa hưởng của chị. Thì bây giờ thì cô ta ở đâu thì cũng sẽ lòi ra, cũng sẽ đến để trả cái kênh YouTube cho Hồng Loan, chứ không thể nào mà giấu giếm hoài mãi được, không thể nào mà trốn chui trốn nhủ hoài được, cho dù trốn cỡ nào đi chăng nữa.
thì Hồng Loan cùng với chị Ni và tất cả mọi người trên cộng đồng mạng này cũng sẽ tìm ra được chỗ ở của cô ta, và Hồng Loan cũng sẽ đến trực tiếp gặp trực tiếp cô ta và lấy ra những cái giấy gì mà phía bên tòa án đó, phía bên tòa án người ta cũng đã tuyên cho Hồng Loan là chiến thắng tội tập, chiến thắng toàn tập, và phía bên Hồng Loan cũng sẽ lấy lại được những gì mà thuộc về Hồng Loan công nhân của chị đó, thì cái gì cũng vậy, thuốc đắng thì giả thật, mà sự thật thì mất lòng, sự thật vẫn là sự thật và sự thật có một chứ không bao giờ có hai, cái gì cũng vậy. Bây giờ mình cũng phải, phía bên tòa án thì mình cũng đã chịu là đã nhận được cái số tiền là 89 triệu từ phía bên BH, rồi mình cũng đang sở hữu những cái hình ảnh, đang sở hữu những cái kênh YouTube của Năm, thì bây giờ mình cũng sẽ liên lạc, cũng sẽ trả lại cho Hồng Loan, khi mà đừng có để mà kêu bằng là chị Ni tìm tới chỗ, rồi chị Ni tìm tới chỗ để lấy lại cái kênh YouTube đó được quyền sở hữu của Hồng Loan, cái gì đang tìm kiếm cô ta để lấy lại cái kênh YouTube và lấy lại cái bản quyền, lấy lại những cái gì mà thuộc về Hồng Loan từ trước tới bây giờ. Thì bây giờ cô ta có thờ cúng ông Năm, hoặc là cô ta có thờ cúng phía bên kia thì cô ta thờ, tại vì cái cô trợ lý này đó, cũng là người dân nước lã chứ cũng chẳng là kêu bằng là họ hàng hay là quen biết gì ông Năm, từ ngày xưa tới giờ cũng chỉ có những người rồi kêu bằng giới thiệu cô ta vào để đi theo ông Năm, rồi trong những cái mà ông Năm đi lưu diễn gì đó thì cũng có cô ta đi theo đó, thì tới bây giờ cũng vậy thôi, cũng giống như là trợ lý để là người giúp việc của ta, cô ta cũng chỉ là người giúp việc để giúp cho ông ta có ông Năm, xong rồi ông Năm cũng trả tiền những cái chi phí đó, chứ không phải là ông Năm là không trả cái gì. Tới những cái cuối đời mà ông Năm không có đi ca hát được á, thì những cái vấn đề đó, bệnh hoạn, thì ông Năm vẫn trả những cái số tiền đó cho cô ta, chứ không phải là không trả. Đừng có nói câu là bây giờ mình thờ cúng ông Năm rồi mình có quyền mình sở hữu cái kênh YouTube đó, không bao giờ quý chị, không bao giờ. Cái quyền thì bây giờ phía bên BH người ta cũng đã kêu bằng là cũng đã ngưng ký hợp đồng với cô cháu gái này rồi, trả nhận lại cái bản quyền hình ảnh, trả lại cái bản quyền cho Hồng Loan, chứ không phải như là những cái lời mà phía bên của thằng đạo diễn mà nó chia sẻ, nó là phía bên BH cũng đã ngưng lại rồi, cũng sẽ không ký hợp đồng với phía bên Hồng Loan, và Hồng Loan tạo ra những cái đó là Hồng Loan muốn là phía bên BH ký hợp đồng ngược lại, nhưng mà phía bên BH là không ký hợp đồng. Ủa bây giờ ký không ký thì cái chuyện nó không quan trọng, quan trọng nhất là người ta đã lấy lại được bản quyền và đã xác nhận được là con hợp pháp của ông Năm, thì còn cái gì nữa đâu mà bàn cãi, không còn cái gì nữa mà bàn cãi. Và phía bên cái cô trợ lý này tới thời điểm hiện tại bây giờ cũng không có dừng lại, dẫn lên mỗi ngày để ủng hộ và bảo vệ cô cháu gái này, thì em nghĩ không biết là cô ta là đầu óc như thế nào mà mình không nhìn nhận ra trong suốt khoảng thời gian bao nhiêu năm nay đi chung rồi mình làm trợ lý trong Năm, mà tại sao mình không biết trong những cái chuyện này ai đúng ai sai hay có gì. Ủa nếu như mà Hồng Loan sai thì làm sao mà Hồng Loan được với bên tòa án người ta tuyên là Hồng Loan là chiến thắng toàn tập, mà cái cô trợ lý này đó tới thời điểm này cô ta cũng chẳng biết là Hồng Loan là con ruột luôn. Nhưng mà tại sao mà trong suốt khoảng thời gian qua mà đi chung với ông Năm rồi đó, mình là trợ lý mình gần gũi ông Năm, mà tại sao mình không biết được những cái mà Hồng Loan là con ruột của ông Năm, mà Hồng Loan sống trong căn nhà đó là 37 năm hả con chị? Trợ lý kiểu kỳ vậy, ở trợ lý mà không biết chị đơn vậy, cái này là trợ lý gì của chị, trợ lý gì đi vào trong câu chuyện đó, bây giờ cũng đứng về phía bên bà Sáu đó, thì em nghĩ là sẽ thua toàn tập chứ làm sao mà thắng được. Cái cô trợ lý này hiện tại bây giờ á, cô ta ngày xưa thì cô ta đi kiếm chuyện với Hồng Loan, đi thưa Hồng Loan thế này, đi thưa Hồng Loan thế kia để kiếm chuyện với Hồng Loan trên mọi nẻo đường mà Hồng Loan đang đi vướng vào cái câu chuyện là phía bên kia đi thưa để giành căn nhà ở nhờ cũng vậy. Thì bây giờ cô trợ lý này vẫn tiếp tục bảo vệ phía bên kia, vẫn đấu lại với Hồng Loan của chị. Đó thì làm sao mà đấu lại Hồng Loan, bây giờ người ta đã lộ ra những cái vấn đề là Hồng Loan là con ruột rồi, thì làm sao mà cái cô trợ lý này chịu nổi. Thì em nghĩ rằng á, chắc chắn thì cô ta đã binh sai hướng rồi, nhưng mà trong vấn đề này em nghĩ không biết như thế nào, mà tại sao cô ta không biết. Em nghĩ chắc chắn là cô ta sẽ biết chứ không phải là không biết, nhưng mà bây giờ cô ta đã lỡ rồi, cô ta đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, cũng phải ráng bường theo cô cháu gái này để kêu bằng là bảo vệ và chia sẻ những cái sai của cô ta của chị. Thì bây giờ chị Ni cũng đã tuyên bố thẳng thắn rồi, cũng sẽ tìm gặp cô trợ lý này để lấy lại cái kênh YouTube của ông Năm để cho Hồng Loan
được toàn quyền quyết định và toàn quyền sở hữu cái kênh YouTube của ông Năm, cho nên là cô ta buộc phải trả lại. Nghĩ sao mà không trả? Những cái mà vấn đề nếu mà trả lại đó thì bấy lâu nay đó cái kênh YouTube của ông Năm đó thì được rất là nhiều người theo dõi nè, rồi được có nút bạc luôn chị, có nút bạc luôn á, được rất là nhiều người theo dõi, ngay cả cái thằng sạc pin mà mà ngày xưa đó là nó chia sẻ cái nút bạc của phía bên ông Năm đó như thế này thế kia, thì bây giờ cái kênh YouTube đó trả lại cho Hồng Loan, rồi trả lại nút bạc rồi trả lại cái quyền lại cho Hồng Loan, chứ không thể nào mà mình giữ hoài được. Tại vì cái kênh YouTube của ba con ta thì tất nhiên mình phải trả cho người ta rồi, chứ không phải của mình đâu, đâu phải của cái cô trợ lý này đâu, mà cô trợ lý này là phải giữ tới bây giờ cũng vậy, của giữ. Một khi mình ra đi, mình lấy cái bàn thờ mình ra đi, mình lấy những cái đồ vật tại nhà của Hồng Loan, những cái tủ lạnh ha, tivi ha, những cái vấn đề mà tại nhà của Hồng Loan mình lấy toàn bộ hết, thì tới cái kênh YouTube của Hồng Loan mình, cái kênh YouTube của ông Năm, tại sao mình cũng lấy đi luôn, mình không trả cho người ta đi? Rồi thương dữ chưa, ngay cả mà cái máy lạnh mà còn tháo đi nữa thì thử hỏi cô chú chị còn cái gì nữa mà không lấy. Lấy đi là lấy đi toàn bộ, muốn là cho Hồng Loan là kêu bằng là nhịn đói nhịn khát, rồi Hồng Loan không có cái gì mà để ăn nữa cô chị, rồi cũng nản, cũng bỏ cái căn nhà đó mà đi chỗ khác để phía bên bà Sáu vào đó, thì làm sao mà được. Ngay cả tới bây giờ mà cái kênh YouTube của người ta mà bà ta mà cô ta còn lấy đi nữa thì em nghĩ là chắc chắn trong vấn đề đó thì còn lấy cái gì nữa. Ngày xưa thì ông Năm cũng đã biết được những cái kêu bằng là những cái ủ mưu của cô trợ lý rất là nhiều rồi, từ những cái mà kêu ba cô ta đi thu những cái băng đĩa lậu đó để bán ra ngoài đó, đó thì ông Năm cũng đã biết, ông Năm cũng đã muốn làm ngơ, muốn cho cô ta là quay đầu là bờ. Nhưng mà tới thời điểm bây giờ thì ông Năm đã mất rồi, thì cô ta vẫn ngang nhiên, cô ta vẫn không thể nào mà kêu bằng bỏ được cái tánh cái tánh hư tật xấu của cô ta của chị. Cô ta vẫn bảo vệ cho phía bên bà Sáu, vẫn bảo vệ cho phía bên cô cháu gái này rất là nhiều lần, và hiện tại bây giờ vẫn bảo vệ. Thì bây giờ cô ta phải trả lại những gì thuộc về Hồng Loan và trả lại cái kênh YouTube này. Đó thì em mong rằng trên cộng đồng mạng tất cả cô chú chị biết những thông tin nào của cô ta thì chia sẻ với em, em sẽ kêu bằng là sẽ nói lại với chị Ni để cho chị Ni cùng với Hồng Loan đến tại chỗ để lấy lại cái kênh YouTube này cho ông Năm. Đó thì một lần nữa em cũng cảm ơn tất cả cô chú chị rất nhiều đã vào xem hết video của em, và cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký. Thì em hẹn gặp cô chú chị ở cái video tiếp theo của em nha. Chào cả nhà, bye bye cả nhà nha.